Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên quốc lộ 14 đoạn qua thôn Phú Bình, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước khiến một thanh niên nguy kịch. Khoảng 18 giờ cùng ngày, một thanh niên chạy xe máy trên quốc lộ 14 hướng từ Đắk Nông đi thành phố Đồng Xoài. Khi đi đến đoạn km 19, vượt một ô tô 7 chỗ đi cùng chiều. Tuy nhiên, khi đang vượt lên thì ở làn đường phía bên kia, xe tải do tài xế Đặng Văn Chí, 30 tuổi, cũng đang xi nhan vượt xe khác nên đã đối đầu thẳng với xe máy. Gặp phải tình huống bất ngờ, thanh niên chạy xe máy lúng túng đánh lái sang phải để tránh, nhưng lại va chạm vào hông đuôi xe của xe ô tô 7 chỗ và ngã văng ra đường. Cùng lúc này, xe tải lao đến, cuốn thẳng nạn nhân và xe máy xuống gầm. Cú tông mạnh khiến nam thanh niên bị thương phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi vụ việc xảy ra, tài xế xe ô tô 7 chỗ đã lái xe rời khỏi hiện trường. Công an và nhân dân truy đuổi hơn 10 km mới chặn được và đưa tài xế cùng xe 7 chỗ về trụ sở để điều tra làm rõ. Điều khiến người dân địa phương phải giật mình là hiện trường vụ tai nạn này chỉ cách hiện trường vụ tai nạn khiến hai người chết vào tối 12 tháng 3 năm 2019 chưa đầy 3 mét. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.